Các bạn ai cũng biết được tác dụng cực lớn của điếu ngải cứu trong y học cổ truyền và trong diện chẩn. Ngải cứu giúp khí huyết lưu thông, giảm đau, kháng viêm, chữa bệnh ngoài da và khắc phục thoái hóa. Nhất là vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa như Việt Nam thì các bệnh liên quan đến thấp khớp, bệnh ngoài da càng nhiều. Lúc đó điếu ngải càng phát huy tác dụng của mình trong chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Sau nhiều năm chăn trở tìm kiếm, cuối cùng bên mình cũng đã cho ra đời điếu ngải tự nhiên Bách Chi, ngải hoàn toàn nguyên chất, ngải nhung được thu hái cẩn thận trồng tại nhà luôn, không sử dụng các hóa chất độc hại như chất tạo mùi, chất dẫn cháy, chất bảo quản. Cho nên mỗi điếu ngải Bách Chi đều được hút trên không trong một gói để giữ được thời gian bảo quản trong 12 tháng. Các công đoạn sản xuất của ngải Bách Chi đều được thao tác tỉ mỉ, cẩn thận, chủ yếu là thủ công bằng đôi bàn tay, cây nhà lá vườn bằng cái tâm trên mỗi điếu ngải. Ngải Bách Chi cung cấp xỉ và lẻ toàn quốc và trên toàn thế giới. Xin các bạn hãy liên hệ website bachchi.com, số điện thoại 0934 128 128.